Hi guys, rất vui được gặp lại mọi người và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 5 trong sách Starter TOEIC. Và như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên là phần listening. Mời các bạn lật sách Starter TOEIC trang 113. Chúng ta sẽ nghe qua 4 phần nghe của bài 5 và sau đó các bạn cùng điền đáp án vào website của trang web nhé. Tiếp theo chúng ta cùng sang phần ngữ pháp. Và ngữ pháp của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học negation and parallel structure, thể phủ định và cấu trúc song song. Vậy thì trước khi làm bài tập chúng ta sẽ ôn lại một chút xíu về thể phủ định và cấu trúc song song. Thì chúng ta có hai dạng thể phủ định, đó là phủ định của danh từ và phủ định của động từ. Thứ nhất, phủ định của danh từ thì luôn luôn là no cộng với lại danh từ đó. Mình có công thức là no cộng với danh từ là phủ định của danh từ đó. Và phủ định của động từ tương tự như vậy, phủ định của động từ thì sẽ là not cộng với lại động từ. Và các bạn lưu ý ha, not ở đây đóng vai trò là một tính từ bổ nghĩa cho động từ, do đó not đứng trước động từ. Phủ định của danh từ, no cộng danh từ, phủ định của động từ, not cộng động từ. Và các cấu trúc song song mà chúng ta thường thấy đó là and, or, as well as, not only but also, either or, neither nor. Mình nhắc lại ha, các cấu trúc song song and, or, as well as, not only but also, either or, neither nor. Rồi ok, như vậy thì mình vừa ôn qua một chút xíu về bài ngữ pháp của ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào làm bài tập luôn các bạn ha. Mời các bạn lật sách trang 29. Rồi bây giờ chúng ta bước vào phần bài tập đầu tiên, exercise A. Number 1. Đứa trẻ này thì không hề ăn gì cả. Phủ định not at all là không gì cả các bạn ha, không ăn gì cả. Và đây chủ từ là ngôi thứ ba số ít, the baby là ngôi thứ ba số ít. Chúng ta cần dùng trợ động từ là does, chọn đáp án D các bạn ha, does not eat. Câu số 2, anh ta đã không hoàn thành nhiệm vụ cho nên anh ta không thể nào tham gia kỳ nghỉ. Thì đây các bạn nhìn kỹ lại ha, chúng ta cần ngay chỗ trống này là một loại từ gì ạ? Đã không hoàn thành nhiệm vụ, đây là một dạng câu rút gọn của rút gọn chủ từ trong thì hiện tại hoàn thành. Sau chỗ trống mình có từ finished là verb 3 rồi. Vậy thì rút gọn chủ từ trong câu thì hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ còn lại gì các bạn? Còn lại là having verb 3. Thì hiện tại hoàn thành là having verb 3. Và phủ định của nó thì chúng ta thêm not ngay trước động từ là not having verb 3. Chọn đáp án là câu C. Not having finished the task, he couldn't take a vacation. Bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ cho nên anh ta đã không thể nào tham gia kỳ nghỉ. Câu số 3, nếu như bạn chưa sẵn sàng thì hãy bắt đầu sau. Thì đây là một câu rất là đơn giản, mệnh đề điều kiện nếu như bạn chưa sẵn sàng. Nếu là câu A, if, rất là đơn giản các bạn ha. Câu số 4, keep early hour as well as. Chúng ta có cụm từ as well as là cụm từ của cấu trúc song song. Vậy thì đối với tất cả các cấu trúc song song thì cứ trước nó là cái gì thì sau nó phải là như vậy các bạn ha. Đối với cấu trúc song song, trước nó là một động từ thì sau nó cũng phải là một động từ. Trước nó là một danh từ thì sau nó cũng phải là một danh từ. Trước nó là cụm từ, sau nó cũng là cụm từ. Các bạn lưu ý ha. Cấu trúc song song những từ như là and, as well as, or, not only but also, neither nor, either or. Ok, vậy thì ngay tổ từ as well as này, trước nó là một cụm verb in. Keep early hours là thức dậy sớm. Verb in, keep in. Vậy thì sau chỗ trống, sau as well as này, chỗ trống này cũng phải là dạng verb in. Dễ dàng chọn ngay được đáp án là câu D, doing. Tiếp theo chúng ta sang phần exercise B. The maintenance department would like to. Chúng ta có danh từ maintenance là sự bảo trì. Maintenance, sự bảo trì. Bộ phận bảo trì mong muốn rằng, chúng ta có từ would like to là mong muốn rằng, và sau đó sẽ cộng với là một verb, verb nguyên mẫu, nó bằng với lại từ want to, tuy nhiên would like to là lịch sự hơn, mong muốn rằng nhắc nhở tất cả các nhân viên tắt tất cả các thiết bị điện trước khi mà rời khỏi tòa nhà. Vậy thì chúng ta cần một verb nguyên mẫu mang nghĩa là nhắc nhở, và đáp án ở câu số 1 sẽ là câu D, remind, nhắc nhở ha. Would like to remind all employees to turn up on electrical appliance. Chúng ta có từ appliance là thiết bị, appliance thiết bị bằng với equipment, appliance bằng equipment thiết bị. Before leaving the building, if you are the last person to leave, turn up on computers, photocopiers, printer and heater. However, you
Nếu như mà bạn là người cuối cùng rời khỏi công ty thì hãy tắt tất cả các máy tính, máy photo, máy in và các thiết bị lò sưởi. Tuy nhiên bạn phải để đèn sáng các bạn ha. Tuy nhiên bạn phải để đèn sáng và để đèn sáng là đáp án câu. Câu A phải là have to. Đáp án A. Have to. You have to leave the lights on. These are kept turned on at all times for security purposes. Chúng ta có cụm từ at all times là mọi lúc và luôn luôn có s ở từ time các bạn ha. At all times, mọi lúc. Sang phần bài tập exercise C, câu số 1, người khách hàng đồng ý trả tất cả các chi phí dịch vụ khách sạn vào cái ngày đáo hạn, thì chúng ta có thấy trước chỗ trống từ hotel, thì đối với các chi phí mà dành cho lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chúng ta luôn luôn chọn là câu charges, chọn đáp án A các bạn ha. Charges là chi phí nhà hàng, khách sạn. Và chúng ta có từ on due date là đến hạn. On due là đến hạn và on due date là đến ngày đáo hạn các bạn ha. Và chúng ta phân biệt 4 đáp án A, B, C, D ở đây. Đáp án A, charges là phí dịch vụ. Còn câu B, fine là tiền phạt. Fine, tiền phạt. Câu C, tuition là học phí. Tuition, học phí. Và câu D, fare là phí cho phương tiện vận chuyển. Fare, phí cho phương tiện vận chuyển. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2. Chính sách cơ bản của chúng tôi là khách hàng luôn luôn đúng. Vậy thì our basics, chính sách là gì các bạn? Policy, dễ dàng chọn ngay đáp án là câu A. Our basic policy is that the customer is always right. Và mình có nhắc thêm câu A, expertise sẽ bằng với lại từ specialty là chuyên môn. Expertise là chuyên môn bằng với specialty. Và câu C, professions là nghề nghiệp. Profession, nghề nghiệp bằng với lại job, career hoặc là employment. Profession, nghề nghiệp bằng job, career, employment. Câu số 3, khi nào thì sự bảo hành của máy in này hết hạn? Chúng ta có động từ expire là hết hạn. Expire là hết hạn. Vậy thì bạn nào mà hay thường đi bảo hành laptop hay bảo hành xe máy thì các bạn sẽ dễ dàng đoán ra ngay được là việc bảo hành, sự bảo hành sẽ là câu. Câu A, warranty. Warranty là bảo hành. Warranty, bảo hành. Và câu B, certificate là chứng chỉ. Certificate, chứng chỉ. Câu C, license là giấy phép. License, giấy phép. Còn câu D, approval là sự tán thành. Approval, sự tán thành. Rồi mình sang câu số 4. Chúng ta có từ the employee. The employee là những người thuê mướn nhân công, người chủ các bạn ha. Employee là người chủ, người thuê mướn nhân công. Còn employer là người làm công. Employer, người làm công. Vậy thì trong câu này, the employee can seek, chúng ta có động từ seek bằng với search for, bằng look for và bằng find là tìm kiếm. Seek bằng search for, look for, find, tìm kiếm. Và compensation là sự bồi thường, việc bồi thường. Compensation, việc bồi thường. Compensation, việc bồi thường. Vậy thì người chủ này có thể sẽ tìm kiếm việc bồi thường từ những cái người làm công vì cái việc mà họ đã phá vỡ hợp đồng. Thì từ này chúng ta sẽ có cụm từ đi chung luôn. Phá vỡ hợp đồng là câu. Câu A, breach of contract. Breach of contract là phá vỡ hợp đồng. Câu A, đáp án chính xác là câu A các bạn ha. Breach, phá vỡ hợp đồng. Và câu B, fulfillment là sự hoàn tất. Fulfillment, sự hoàn tất. Câu C, failure là lỗi, mà lỗi về thiết bị hoặc là lỗi máy móc. Failure, lỗi. Và câu D, bleach là tẩy trắng. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa hai từ breach và bleach. Breach of contract là phá vỡ hợp đồng, còn bleach thường dùng trong các ngành may mặc các bạn ha, hay tẩy trắng. Đây là chất tẩy rửa hoặc là chúng ta công nghiệp tẩy trắng gọi là bleach. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3, incomplete sentences, những câu chưa hoàn chỉnh. Mời các bạn lật sách trang 117. Câu bài tập đầu tiên, number 1.
Johnny continue make. Johnny thì vẫn tiếp tục làm ồn, mặc dù rằng anh ta đã được bảo không được làm như vậy. Và tiếp tục làm ồn là make. Make noise, chọn đáp án D các bạn ha. Cộng với lại danh từ, chúng ta học rồi, make cộng với lại danh từ là chuyển thành một động từ làm việc gì đó. Ví dụ như là make decision là quyết định, make choice là chọn lựa, và make noise là làm ồn. Chúng ta không đi với lại tính từ noisy các bạn ha. Noisy là tính từ, make noise là làm ồn. Sang câu số 2. Không biết làm gì cho nên anh ta chỉ ngồi đó chờ cho đến khi ba của anh ấy đến. Vậy thì đây là câu ở dạng thi, thì quá khứ đơn các bạn thấy vế sau chỗ trống là he just waited until his father arrived, là dạng quá khứ đơn. Và dễ dàng nhìn thấy đây, phía trước đó là một mệnh đề được rút gọn. Rút gọn của thì, rút gọn chủ từ, hai câu cùng chủ từ ở thì quá khứ đơn. Vậy thì các bạn nhớ lại mình học rút gọn chủ từ trong thì quá khứ đơn thì mình sẽ còn lại gì ạ? Rút gọn chủ từ sẽ còn lại là verb, verb in, thể chủ động lúc nào anh ta không biết làm gì hết thì đây là thể chủ động. Rút gọn chủ từ trong thì quá khứ đơn, thể chủ động còn lại là verb in. Và ở đây thêm thể phủ định nữa, phủ định của verb thì sẽ là not cộng với lại verb. Chúng ta thêm not vào đầu tiên, chọn đáp án là câu D. Not knowing what to do, he just waited until his father arrived. Câu số 3. Câu số 3 này khi mà vừa nhìn vào các bạn sẽ dễ dàng nhận ra đây là loại câu, câu hỏi đuôi. Thì đối với những câu hỏi đuôi như thế này thì vế đuôi đằng sau của nó sẽ là ngược lại với lại động từ ở phía trước. Vậy thì động từ và chủ từ phía trước là he has traveled. Vậy thì vế sau sẽ là hasn't he, cho đáp án D. Câu số 4. Mike đã không sửa xe. Vậy thì hành động Mike đã không sửa xe này xảy ra ở quá khứ. Tuy nhiên chúng ta không hề biết rõ thời gian. Vậy thì cứ hành động nào xảy ra ở quá khứ mà không biết rõ thời gian, mình luôn luôn chia thì hiện tại hoàn thành, chọn đáp án D các bạn ha. Mike has not repaired the car. Mặc dù nó xảy ra trong quá khứ nhưng mà chúng ta không biết rõ thời gian, cho nên mình chia ở thì hiện tại hoàn thành. Các bạn lưu ý điều này ha. Rồi sang câu thứ 5. Tôi e rằng chúng tôi đã không tận hưởng cái ngày này cho lắm. Thì chúng ta có chữ the date này, chúng ta nhận biết được the date hay là today thì là ở thì quá khứ đơn. Chúng tôi đã không tận hưởng, không tận hưởng là câu, câu C, didn't enjoy. Câu số 6. Con đã không vượt qua kỳ thi phải không? Thì đây là một dạng câu hỏi ngược một chút xíu, đã không, didn't ha, didn't you. Chúng ta thấy có từ the exam thì cứ luôn luôn thấy exam thì sẽ có, chỉ có hai loại thôi, một là rớt, hai là đậu. Thì ở đây chúng ta chỉ có mỗi một từ, đó là từ pass, pass the exam. Didn't you pass the exam? Chọn đáp án B. Con đã không vượt qua kỳ thi phải không? Thì đây là một dạng câu hỏi hỏi người ta hỏi ngược lại ha. Thay vì hỏi là con có vượt qua kỳ thi hay không thì hỏi là đã không vượt qua phải không? Thì người này trả lời là không, không phải, tức là người này đã vượt qua rồi các bạn ha. Câu số 7. I would like you. Chúng ta có từ would like thì chắc chắn chỗ trống này chúng ta cần phải có một chữ, chữ to nữa, thiếu chữ to các bạn ha. Vậy thì còn lại đáp án là câu C hoặc là câu D thôi. I would like you to. Và ở đây dạng phủ định các bạn, phủ định của động từ thì sẽ là thêm, thêm not ngay phía trước. I would like you not to go out with him at night. Tôi muốn bạn thì không đi ra ngoài với anh ta vào buổi đêm. Câu số 8, he may, chúng ta có trước chỗ trống từ may là một trợ động từ khiếm khuyết đặc biệt, thì sau nó luôn luôn phải là một verb, verb nguyên mẫu. Và chúng ta nhìn sang bốn đáp án A, B, C, D, chúng ta có ở đây là dạng, dạng phủ định phải thêm not. Vậy thì ở đây not, khi mà nó phủ định đi với trợ động từ thì luôn luôn thêm not ngay sau trợ động từ. Đáp án chính xác ở đây sẽ là câu, câu A, not have, he may not have been there before. Câu số 9, ông của tôi thì di chuyển một cách rất là chậm chạp và nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Vậy thì chúng ta có từ and chính giữa đây là một cấu trúc song song. Di chuyển chậm chạp chúng ta có dùng cho với lại một động từ và một trạng từ slowly. Vậy thì phía sau nó là speak. Chúng ta có động từ rồi, chúng ta cần thêm một, một trạng từ nữa là speak quietly. Chọn đáp án C. Move slowly and speak quietly. Đây là cấu trúc song song các bạn ha. Động từ, trạng từ and, động từ, trạng từ. Câu số 10. Ông Lee nói tốt hơn là viết. Vậy thì ở đây là một cái câu rất là đơn giản. Nói tốt hơn là viết, động từ nói. Và chia ở ngôi thứ 3 số ít sẽ là câu, câu A. Mr. Lee speak better than he writes. Câu số 11. Roger thì không nhìn thấy những con chim lẫn cả những bông hoa khi mà ông ta ngồi trong tù. Chúng ta có thấy sau chỗ trống mình có từ no flowers.
có từ no thì chắc chắn chúng ta phải chọn một đáp án là có từ neither, đúng không các bạn ha? Vậy thì đây là cấu trúc song song, neither cái gì đó xong no, và chúng ta thấy sau từ no là no flowers là danh từ. Vậy thì trước đó chắc chắn phải có là neither cộng với một danh từ số nhiều. Đáp án nào có chữ neither và sau đó là một danh từ số nhiều các bạn? Đáp án chính xác là câu C, saw neither birds nor flowers. Chúng ta có từ neither birds nor flowers, đây là cấu trúc song song ha. Cả không có những con, không thấy cả những con chim lẫn những bông hoa các bạn. Câu số 12, Venus, chúng ta có từ Venus là sao Kim. Venus không phải là hành tinh gần nhất đối với mặt trời mà là sao Thủy. Mercury là sao Thủy. Mercury sao Thủy. Vậy thì chúng ta thấy đây là một câu hỏi ngữ pháp rất là bình thường. Venus không phải là thì sẽ là câu phủ định đi với động từ to be. Động từ to be chia cho Venus sẽ là động từ is cộng với not. Ngay sau đó chúng ta chọn ngay đáp án là câu B. Venus is not the closest planet to the sun. Mercury is. Câu số 13. On my trip to Italy, I lost a suitcase, broke my glasses and. Thì chúng ta thấy có từ and và những dấu phẩy phẩy ở trước đó là công thức song song. Và ở đây là công thức song song đối với lại động từ ở thì quá khứ đơn I lost and broke. Vậy thì sẽ and missed, quá khứ đơn luôn, chọn đáp án B, and missed my flight home. Câu số 14, những đứa trẻ thì thích thú cái việc chơi trong cát và bơi trong đại dương. Thì chúng ta lại gặp từ and các bạn ha. Ngay từ and này là cấu trúc song song. Trước đó là cụm từ playing in sand là cụm verb in. Vậy thì sau nó cũng phải là một cụm verb in. Và chúng ta có sẵn từ in ocean rồi thì chúng ta chỉ cần lại một từ verb in là bơi, swimming, chọn đáp án B. Câu số 15, hãy ghé thăm phòng trưng bày nghệ thuật trước và sau đó thì chúng ta sẽ đi ăn trưa. Chúng ta có từ art gallery là phòng trưng bày nghệ thuật. Hãy ghé thăm phòng trưng bày nghệ thuật. Ghé thăm là đáp án câu C, visit. Tiếp theo chúng ta cùng nhau bước sang phần thứ tư, incomplete text, những đoạn văn chưa hoàn chỉnh. Mời các bạn lật sang trang 120. Chúng ta bước vào đọc đoạn văn đầu tiên, text number 1. It will soon be time to file. Chúng ta có động từ file là nộp bằng với submit. File bằng submit, nộp. To file your tax returns. Chúng ta có nguyên cụm từ tax return là bản khai thuế. Tax return, bản khai thuế. We will not be issuing. Chúng ta có động từ issues là cấp phát. Đây là dạng verb in, dạng nguyên mẫu của nó là bỏ in đi và thêm chữ e vào các bạn ha. Issue, động từ cấp hoặc là phát. We issue financial statement. Nguyên cụm từ financial statement là bản kê khai tài chính. Financial statement, bản kê khai tài chính. Automatically to. Thì chúng tôi sẽ phát bản kê khai tài chính tự động đến. Chúng ta đến tất cả nhân viên sau chỗ trống, chúng ta có từ employees số nhiều. Đến tất cả nhân viên chúng ta đọc hoài rồi. Lúc nào cũng là notice to all employees. Tất cả nhân viên, chọn đáp án A các bạn ha. All. As we have done it in the past, if you need a statement of your own income, chúng ta có danh từ income là thu nhập. Income, thu nhập. For the past year, please apply. Nếu như mà bạn muốn có... Nếu như mà bạn cần có bản kê khai cho thu nhập của bạn trong những năm vừa qua thì xin hãy nộp bằng văn bản. Nộp bằng văn bản là apply, apply in writing. Và đồng thời ở đây chúng ta có từ apply in writing to. Thì chúng ta phân biệt từ apply các bạn ha. Apply to là nộp vào cái gì đó hoặc là áp dụng. Ở đây là nộp bằng văn bản vào bộ phận kế toán. To the accounting office là nộp vào bộ phận kế toán. Và apply for là thường dùng trong lúc chúng ta đi xin việc. Apply for là nộp đơn ứng tuyển vào một vị trí nào đó. Apply to là nộp vào hoặc là áp dụng. Apply for, nộp đơn ứng tuyển. Apply for, nộp đơn ứng tuyển. Và apply to, nộp vào hoặc là áp dụng. Và ở đây là nộp bằng văn bản thì chúng ta sẽ chọn là in writing chứ không phải là by các bạn ha. In writing là nguyên cụm từ bằng văn bản. In writing, bằng văn bản. Tiếp theo chúng ta có cụm từ social security number, số an ninh xã hội. Social security number là số an ninh xã hội.
employee number, company department, home address. We will mail on statement to your home address if you wish to. Chúng ta có cụm từ wish to là mong muốn và sau đó cộng với lại verb nguyên mẫu. Wish to cộng verb nguyên mẫu. If you wish to receive your statement at a different address, please be sure to inform us because we anticipate. Động từ anticipate là lường trước, đoán trước. Anticipate, lường trước, đoán trước. A large response, danh từ response là sự phản hồi. Response là sự phản hồi. Và đi với lại giới từ to các bạn ha. Respond to this memo we have. Bởi vì chúng tôi đã lường trước là có một sự phản hồi rất là lớn đối với lại bản thông báo này. Và chúng tôi đã đặt ra một cái hạn chót. Đặt ra một hạn chót là set, đặt là set, thiết lập hoặc là đặt ra là set a deadline of March 15th. You must send your. Thì chúng ta thấy sau chỗ trống này là, à, trước chỗ trống này là một tính từ sở hữu your, thì sau đó cần một danh từ mà danh từ gốc. Bạn cần phải gửi đơn của bạn vào trước cái ngày này, by this date. Vậy thì danh từ gốc ở đây sẽ là câu A, application, là đơn từ ha, application, đơn. Bên cạnh đó chúng ta có từ guarantee là đảm bảo. Guarantee là đảm bảo. Vì đây là động từ các bạn ha. Guarantee, đảm bảo hoặc là bảo đảm cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta còn có từ gần đồng nghĩa với nó mình vừa học rồi, bảo hành. Bảo hành danh từ là guarantee các bạn ha. Guarantee là danh từ bảo hành hoặc là đảm bảo. Còn guarantee là động từ đảm bảo. Tiếp theo chúng ta sang bài văn thứ hai, text number 2. Dear John Edward, thank you for. Chúng ta thấy trước chỗ trống chúng ta có giới từ for, và thì sau chỗ trống đó chắc chắn phải là một verb, verb in. Nhưng mà thật không may, bốn đáp án ở đây đều là dạng verb, verb in. Do đó chúng ta sẽ cùng nhau dịch nghĩa các bạn ha. Cảm ơn vì đã ghé thăm ngân hàng Ubrick của chúng tôi vào tuần trước cho một buổi phỏng vấn. Thì chúng ta dùng từ ở đây là ghé thăm, dùng với giới từ to. Các bạn chọn đáp án là câu B, coming to. Vậy thì có một số bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng ta làm câu 15 ở trang 119. Ghé thăm chúng ta dùng từ visit. Các bạn lật lại trang 19 ha. Trang 119. Câu số 15 là hãy ghé thăm phòng trưng bày nghệ thuật trước và sau đó chúng ta sẽ đi ăn. Hãy ghé thăm là let's visit. Chúng ta chọn đáp án C. Và các bạn lưu ý ha, chúng ta dùng từ visit là ghé thăm. Tuy nhiên ở đây nó không đi chung với giới từ to. Nó không có giới từ to, do đó mình chỉ dùng là let visit cộng với lại danh từ chỉ nơi chốn luôn. Còn câu 5 của chúng ta ở đây là có từ giới từ to, do đó mình chọn là coming to, ghé thăm. Còn đối với lại phân biệt đối với câu C, go to là đi đến các bạn ha. Mình đang ở nơi này, mình nói là mình đi đến. Ví dụ mình đang ở nhà và nói là I go to school là tôi đi đến trường. Còn coming to là mình ở trường rồi. Và mình nói là I came into school là tôi đã đi đến trường rồi. Các bạn lưu ý điều này ha. Came to là ghé thăm đến rồi. Còn go to là đang đi đến thôi. Ok, tiếp theo. To you pre-prank last week for an interview. It was a pleasure. Chúng ta có danh từ pleasure là niềm vinh dự. Pleasure, niềm vinh dự hoặc là niềm hân hạnh. Pleasure to meet you and talk with you. I and my colleague was very impressed. Chúng ta có danh từ colleague là đồng nghiệp. Colleague, đồng nghiệp. Và tính từ impressed, thêm ed. Ở đây là tính từ ở dạng phân từ. Thực chất nó là động từ thêm ed. Đóng vai trò làm tính từ bổ nghĩa cho người. Impressed là tính từ ấn tượng. Và tính từ gốc của nó chúng ta có là impressive. Impressive là tính từ gốc chỉ vật. With your knowledge and experiences, if therefore give me a great, vì vậy nó đã đưa đến cho tôi một cái niềm hân hạnh hoặc là một niềm vinh dự để mà có cơ hội đề nghị hoặc là bạn đề nghị bạn vào cái vị trí này, thì niềm hân hạnh, niềm vinh dự sẽ là câu A, pleasure. Chúng ta mới học các bạn ha, pleasure, niềm hân hạnh, niềm vinh dự. We would like you to start on Thursday, February 2nd for a 2-day training period. Your full duty, chúng ta có danh từ duty là nhiệm vụ. Và ở đây là dạng danh từ số nhiều cho nên người ta chuyển y dài thành y ngắn và thêm es. Còn danh từ gốc của nó duty là y dài các bạn ha. Your full duty would begin on Monday, February 6th. If you are, nếu như bạn thật sự quan tâm vào vị trí này, thì
thì chúng ta quan tâm, sau đó có giới từ in và chúng ta sẽ chọn là if you are interested in, chọn đáp án C. If you are interested in this position, please telephone me on 012-220-772 before 2 p.m. on January 24th. If I have not, ở đây nếu như mà tôi không nghe được bất cứ tin tức nào từ bạn, thì tôi sẽ cho rằng, assume là cho rằng, cho là, assume, cho là bạn không quan tâm đến nguyên cụm từ you are not, you are no longer interested, là bạn không quan tâm đến. Thì ở đây chúng ta có từ interested, không có, phía sau này không có danh từ hay cụm danh từ gì nữa, nên chúng ta không cần giới từ in các bạn ha. Khi nó đứng một mình thì sẽ là không cần giới từ in. No longer interested, không quan tâm đến. Vậy thì ở đây chúng ta cần làm một từ nghe tin tức từ ai. Trong câu số 8 này, chỗ trống này là nghe tin tức từ ai. Và ở đây chúng ta cần làm một dạng verb, verb 3, tại vì đằng trước đó là I have not, thì hiện tại hoàn thành. Một verb 3 là nghe tin tức từ ai đó. Chúng ta sẽ chọn là câu A hay câu B ạ? Listened hay là heard? Chúng ta chọn đáp án chính xác là câu B, heard. If I have not heard from you, thì ở đây chúng ta có từ heard là nghe từ ai đó. Còn câu A, listen, thì sau đó phải là luôn luôn đi với giới từ to. Listen to là lắng nghe cái gì đó các bạn ha. Listen to, còn cái này là heard from, nghe từ ai đó, hoặc là nghe từ việc gì. Chọn đáp án B. Tiếp theo chúng ta sang phần bài văn thứ 3, text number 3. It has come to our attention. Chúng ta có nguyên cụm từ it has come to our attention là chúng tôi nhận thấy rằng. Thì thông thường khi mà thấy cái cụm từ này có chủ từ giả là it thì các bạn hay dịch là nó được mang đến sự chú ý của chúng tôi, đúng không nào? Nó được đưa đến sự chú ý của chúng tôi. Nhưng mà không phải như vậy, người ta chỉ dùng chủ từ giả là it thôi các bạn ha. Nguyên cái câu này chúng ta dịch nghĩa bóng ra một chút xíu là chúng tôi nhận thấy rằng it has come to our attention that you have not, chúng tôi nhận thấy rằng bạn không có, vẫn chưa có hoàn thành được cái bài. Chúng ta có tính từ là first aid là sơ cứu và training course là khóa học huấn luyện các bạn ha. First aid là sơ cứu và training course là khóa huấn luyện. Thì chúng tôi nhận thấy rằng bạn vẫn chưa hoàn thành cái khóa huấn luyện sơ cứu, first aid sơ cứu và training course là khóa huấn luyện. Chưa hoàn thành cái việc gì đó là have, có từ have not rồi, chưa hoàn thành cái gì đó chúng ta hay dùng với lại từ yet, have not yet, chọn đáp án B. Have not yet completed a basic first aid training course. All employees must have the first aid training. Chúng ta có từ sau chỗ trống này là tất cả nhân viên phải có cái cuộc huấn luyện sơ cứu này mỗi 2 năm một lần. Cứ mỗi 2 năm một lần mang tính thường niên, chúng ta sẽ dùng với lại trạng từ là every. Chọn đáp án A. Every 2 years là mỗi 2 năm một lần các bạn ha. You must attend a training course on March 27. The course will start at 7 at 9 a.m. and will finish at 6 p.m. We will inform your department. You will be paid 1 hour of overtime because it, bạn sẽ được trả thêm 1 giờ làm việc ngoài giờ bởi vì nó kết thúc muộn hơn giờ làm việc bình thường. Chúng ta có trạng từ regular là bình thường. Regular, bình thường. Bởi vì nó kết thúc muộn mà chia theo ngôi thứ ba số ít. Chúng ta chọn đáp án là câu B, finish thêm ES. Còn câu D, exceed là vượt quá bằng với surpass. Exceed bằng surpass, vượt quá. If you do not attend the course, you will lose one day's salary. If you really cannot attend on March 27, you must inform us immediately or it will be too late to change the date. Thank you for your. Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn. Và chúng ta có một tính từ sở hữu là your ngay trước chỗ trống ở câu 12 này. Thì sau đó luôn luôn cộng với lại một danh từ gốc và danh từ gốc diễn tả sự hợp tác. Ở đây là câu D, cooperation, sự hợp tác. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sang phần cuối cùng, đó là phần reading comprehension, đọc hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bài đọc đầu tiên, reading number 1, The Orange Cat Coffee Shop. Dear customers, beginning next month, we will no longer, chúng ta có cụm từ no longer là không còn nữa. No longer, không còn nữa, và nó sẽ bằng với là any longer hoặc là anymore. Và các bạn lưu ý ở đây mình dùng từ no longer
mà nghĩ không còn nữa nằm ở giữa câu. No longer nằm giữa câu, còn any longer hoặc là any more thì sẽ nằm cuối câu. Cùng có mang nghĩa là không còn nữa. Okay, we will no longer be accepting Orange Cash Coffee coupon. Chúng ta có từ coupon là phiếu giảm giá. Coupon, phiếu giảm giá. The recent increase in price of coffee beans has made it difficult to keep both the everyday low prices that our customers have come to expect and high quality of our drinks. We have decided not to raise prices. Instead, we will do away with the coupon system. We will continue to accept coupon until the end of the month. Chúng ta có từ accept là chấp nhận. Accept, chấp nhận. Và chúng ta có một từ gần gần tương tương nghĩa với nó là từ agree. Tuy nhiên, nó sự khác biệt giữa hai cách dùng. Accept, chúng ta sẽ cộng với lại accept something. Cộng liền luôn, không cần giới từ. Còn agree là chúng ta đồng ý với một việc gì đó thì sẽ là agree to something. Hoặc là đồng ý với ai thì sẽ là agree with somebody. Accept something, agree to something, agree with somebody. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi cho bài đọc đầu tiên. Câu hỏi số 1, what is the name of the coffee shop? Cái tên của quán cà phê này là gì? Vậy thì rất dễ, các bạn nhìn ngay vô tựa đề luôn các bạn ha. Ngay tựa đề là The Orange Cat Coffee Shop. Vậy câu tên của nó là câu C, Orange Cat. Câu số 2, what does the coffee shop plan to stop using? Cái quán cà phê này thì đã dự định dừng hẳn việc sử dụng cái gì? Thì người ta dừng sử dụng cái việc gì? Các bạn nhìn vô hai dòng đầu tiên của lá thư này ha. Bắt đầu vào tháng tới, chúng tôi sẽ không còn chấp nhận cái phiếu giảm giá ở tại quán cà phê Orange Cash nữa. Vậy thì người ta sẽ dừng việc sử dụng phiếu giảm giá. Đáp án ở đây là câu B, coffee coupon. Coupon là phiếu giảm giá, phiếu khuyến mãi. Câu số 3, coupons will continue to be accepted until when? Những cái phiếu giảm giá này thì sẽ được tiếp tục chấp nhận cho đến khi nào? Thì chúng ta vừa mới dịch xong luôn, bạn hơn ngay câu đầu tiên luôn. Beginning next month, vào đầu tháng tới thì chúng tôi sẽ không chấp nhận phiếu giảm giá nữa. Vậy thì nó vẫn còn được chấp nhận cho đến cuối tháng này. Đáp án chính xác là câu A, the end of this month. Và bây giờ chúng ta sang bài đọc thứ hai, reading number 2. Notice to all employees. As part of our good health policy, we wish to inform, chúng ta có cụm từ wish to inform. Vậy chúng ta đã học wish to, sau đó cộng với lại verb, verb nguyên mẫu và inform ở đây là dạng nguyên mẫu. Nó có nghĩa là thông báo và bằng với notify, thông báo. Và chúng ta có công thức là inform somebody of something bằng với notify somebody of something, thông báo ai việc gì. We wish to inform our employees of the new no smoking policy in the office. In order to create a clean working environment, smoking is no longer allowed in the office break room or in the restrooms. All offices, of course, remain no smoking areas. The only area in which smoking will be allowed is the new smoking lobby. Chúng ta có danh từ lobby là sảnh. The new smoking lobby là sảnh hút thuốc mới ha. The new smoking lobby near the parking area. Although this is outdoors, it is a covered area. Therefore, it is possible to use it in on weather condition. Also, we are not allowing smoke breaks longer than 5 minutes for every 1 hour period. This means that smoker may take a 5 minute break for each hour of work or a 10 minute break for 2 hours of work. We will not be monitoring worker, but we do expect you to stick to this timing. For a cooperative office atmosphere, we need workers to feel that everyone is working equal hours. As this is the official, chúng ta có tính từ official là chính thức và danh từ là quan chức. Official, tính từ chính thức, danh từ quan chức. As this is the official policy for a company, no exception. Exception là ngoại lệ. Exception, danh từ ngoại lệ. No exceptions will be allowed. From next month, we will be introducing. Chúng ta có cụm từ will be introducing. Hay mình còn có là will be cộng với lại verb in. Thì các bạn chú ý ở đây không phải là dạng
thì tương lai tiếp diễn, mà nó là một công thức nhấn mạnh will be, verb in là thật sự sẽ, và ở đây là we will be introducing là chúng tôi sẽ thật sự giới thiệu đến một cái hệ thống, mà cộng thêm tiền thưởng các bạn, a bonus system là hệ thống thưởng. Will be, verb in là thật sự sẽ, và trước đây chúng ta học công thức nhấn mạnh là should be, verb in là thật sự nên. Các bạn nhớ ha, will be verb in thật sự sẽ và should be verb in thật sự nên. We will be introducing a bonus system for all employees who give up smoking for more than 3 months. More information will be given at a later day. Chúng ta có cụm từ a later day là một ngày sau đó, thì chúng ta có mạo từ a dùng với mạo từ a cộng dạng so sánh hơn. Chứ ở đây chúng ta không dùng dạng so sánh nhất, bởi vì nếu như so sánh nhất thì chúng ta phải luôn luôn có chữ chữ the latest day là một ngày muộn nhất. Các bạn đừng có nhầm lẫn ha. Ở đây là a later day là một ngày sau đó. A later day, if you feel that this policy is somehow unfair or that you are being discriminated, chúng ta có động từ discriminate là phân biệt đối xử. Các bạn bỏ đi đi ha, tại vì ở đây là dạng bị động. Discriminate là động từ nguyên mẫu, phân biệt đối xử. If being discriminated against, we encourage you to contact your department supervisor. Và chúng ta có danh từ supervisor là người giám sát. Supervisor, người giám sát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 4. According to this notice, smoking is not allowed in which of the following? Thì theo như cái bản thông báo này thì việc hút thuốc lá không được chấp thuận ở trong cái nào sau đây. Chúng ta sẽ xem có 4 đáp án A, B, C, D. Và mình sẽ dịch bài để biết là phòng nào thì không được hút thuốc lá trong đó các bạn ha. Chúng ta dịch từ tựa đề Notice to all employees, bản thông báo đến tất cả các nhân viên, như là một phần của chính sách sức khỏe tốt. Chúng tôi hy vọng thông báo đến tất cả các nhân viên chính sách không thuốc lá mới của công ty. Và để tạo dựng một cái môi trường làm việc trong sạch thì việc hút thuốc lá không được chấp nhận ở trong. Các bạn chú ý ngay dòng thứ ba từ trên xuống ha. In the office break room or in the restroom. Vậy thì hai căn phòng mà không được chấp nhận đó là the break room và restroom. Vậy đáp án chính xác ở đây là câu D, cả A và B. Tiếp theo câu số 5. What is the allowed length of time for smoking breaks? Cái khoảng thời gian cho phép cho việc nghỉ hút thuốc là bao nhiêu? Chúng ta có 4 đáp án ở đây, một cái là 5 phút trên mỗi giờ. Câu B là 5 phút cho mỗi 2 giờ làm việc. Câu C là 10 phút cho mỗi giờ làm việc. Và câu D là không được nhắc đến trong bản thông báo. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vô đoạn văn trong sách trang 126. Các bạn nhìn đếm từ trên xuống dưới dòng thứ 6. Dòng thứ 6 ngay giữa dòng, ngay chỗ on show. Chúng ta sẽ bắt đầu ha. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng không cho phép cái việc nghỉ ngơi hút thuốc dài hơn quá 5 giờ cho mỗi giờ làm việc. Vậy thì đáp án chính xác ở đây sẽ là câu A, 5 minutes for each hour work. Bởi vì trong này người ta nói là không cho phép việc nghỉ hút thuốc dài hơn 5 giờ cho mỗi giờ làm việc. Thì đáp án A là chính xác nhất. Câu số 6. If smoker feel that the smoking policy is unfair, who should they contact? Nếu như mà những người làm việc này cảm thấy chính sách không hút thuốc này là không công bằng thì ai là người họ nên liên hệ? Vậy thì chúng ta nhìn xuống đoạn cuối cùng luôn của bức thông báo này, dòng cuối cùng luôn các bạn ha. Nếu như mà bạn cảm thấy cái chính sách này có chút nào đó không công bằng hoặc là bạn đang bị phân biệt đối xử thì chúng tôi khuyến khích rằng bạn nên liên hệ với lại người giám sát của bộ phận bạn. Vậy thì đáp án chính xác ở đây là department supervisor, chọn đáp án D. Supervisor, người giám sát. Câu số 7. What will happen next month? Điều gì sẽ xảy ra vào tháng tới? Thì chúng ta sẽ có từ khóa là next month. Chúng ta cùng tìm trên bài các bạn ha. Next month. Rồi chúng ta tìm thấy từ next month ngay dòng thứ tư từ dưới tính lên các bạn ạ.
Chúng ta nhìn vô bài dòng thứ tư từ dưới tính lên. Ngay giữa đoạn văn sẽ có từ from next month we will be introducing a bonus system. Từ tháng tiếp theo chúng tôi thật sự sẽ đưa ra một cái hệ thống thưởng cho những cái nhân viên mà từ bỏ việc hút thuốc trên 3 tháng. Vậy thì đáp án chính xác ở đây là câu B, a bonus will be given to people who stop smoking. Chúng ta suy luận chút xíu ha, câu B này là sẽ là tiền thưởng dành cho những người ngừng hút thuốc các bạn ha, chọn đáp án B. Và bây giờ chúng ta bước sang bài đọc thứ 3, reading number 3, how not to succeed in your job. Chúng ta có cụm từ succeed in là thành công trong lĩnh vực nào đó, và mình luôn luôn đi với lại giới từ in các bạn ha. Succeed in, thành công trong một lĩnh vực nào đó. Thì cái tựa đề bài báo này rất là ngộ các bạn ha. How not to succeed in your job, làm thế nào mà để không thành công trong công việc của mình. Thì thông thường tất cả các bài báo đều là hướng đến việc đưa ra những cái mẹo, những cái bí quyết để mà chúng ta giúp chúng ta thành công trong công việc. Tuy nhiên bài báo này là ngược lại, đưa ra cho chúng ta những cái lỗi mà mình hay thường mắc phải để mà làm cho dẫn đến cái việc là chúng ta không thành công trong công việc của mình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài báo này để hiểu các bạn ha. Many magazines have articles on how to be a success, but here at Business Monthly, the magazines are busy business people. We thought it would be helpful if our reader knew how to fail. Thì mình sẽ dịch cái đoạn này các bạn ha, để mình biết được cái bài này nó rất là thú vị. Rất là nhiều tạp chí đã có rất là nhiều bài báo nói về việc làm thế nào để thành công. Nhưng mà hôm nay tại cái tạp chí hàng tháng của tạp chí doanh nghiệp hàng tháng, thì một cái bài báo, một tờ báo của những người doanh nhân bận rộn cho thấy rằng chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất là có lợi nếu như mà những người độc giả của chúng ta biết được là họ thất bại như thế nào, how to fail, làm thế nào để mà thất bại. Thì ở đây sẽ có 4 bước các bạn ha, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Step number 1, don't come to work on time. If you want to fail at work, then don't be on time. Punctuality, chúng ta có danh từ punctuality là sự đúng giờ. Punctuality, sự đúng giờ. Punctuality or being where you should when you should is a common trait. Danh từ trait là đặc điểm. Trait, đặc điểm. Is a common trait of successful people. If you don't want to succeed, be late for all of your appointments. Step 2. Don't ask questions. Successful people often try to learn what they don't already know. They ask questions if they are unsure of a situation. Chúng ta có danh từ situation là tình huống, và unsure là không chắc ha. If they are unsure of a situation or a procedure, procedure là thủ tục. Procedure, thủ tục. If you want to fail, make sure you fail, you keep your question to yourself. Step 3. Never learn new things in order to get ahead in your career. Chúng ta có cụm từ get ahead là thẳng tiến. Get ahead, thẳng tiến. In order to get ahead in your career, it is necessary to keep yourself updated on current information in your field. Chúng ta có danh từ field là lĩnh vực. Field, lĩnh vực. Information changes quickly. If you want to be left behind, then don't keep up with the changes. Chúng ta có từ left behind là bị bỏ lại. Left behind là bỏ lại phía sau. Then don't keep up with. Keep up with là bắt kịp hoặc là theo kịp. Keep up with, bắt kịp, theo kịp. Và left behind là bị bỏ lại phía sau. Step 4. Don't mind your own business. MYOB or mind your own business. Means not getting involved in office gossip. Chúng ta có cụm từ get involved in là tham gia vào. Gossip là những chuyện bàn tán, tán gẫu, nói chuyện phím các bạn ha. Bàn tán, bà tám gọi là gossip đó các bạn. Get involved in là tham gia vào. Thì ở đây là đừng có quan tâm đến những cái chuyện khác ngoài công việc của bạn. Hãy chú ý đến cái chuyện của mình thôi. Có nghĩa là đừng tham gia vào những cái chuyện mà bàn tán, chuyện bà tám ở công ty. Get involved in là tham gia vào. If you talk about others behind their back,
then you can accept that others are talking about you as well. So if you want to fail, stick your nose where it does not belong. Chúng ta có cầm từ stick your nose là xí mũi hoặc là nhúng mũi vào chuyện của người khác ha. Stick your nose là nhúng mũi vào chuyện gì đó. Và stick your nose where it does not belong. Nghĩa là đừng có nhúng mũi vào chuyện nó không thuộc về bạn. Chúng ta có từ belong là thuộc về. Belong, thuộc về. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 8. According to the article, what does punctuality mean? Theo như cái bài báo này thì từ punctuality có nghĩa là gì? Vậy thì từ khóa ở đây sẽ là từ punctuality. Chúng ta cùng nhìn vô bài. Ngay chỗ cái từ step 2, step 1 các bạn ha. Step 1, chúng ta sẽ có dòng thứ hai của từ step 1, có từ punctuality. Thì các bạn thấy đây, mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo luôn ha. Thông thường mà khi người ta hỏi nghĩa của một từ nào đó, thì thông thường trong những bài báo nước ngoài, người ta sẽ ghi cái từ đó ra. Sau đó người ta phẩy một cái, người ta sẽ ghi từ O, và người ta ghi nghĩa của nó ngay bên cạnh. Sau đó hết cái nghĩa, người ta sẽ đánh dấu phẩy lại, và ghi câu tiếp theo đối với động từ và phần vị ngữ còn lại của câu đó. Thì ở chỗ này, phần thứ dòng thứ hai của từ step 1, đoạn đầu tiên, đoạn step 1 thì chúng ta có từ punctuality, phẩy, or being where you should, when you should, phẩy một phát xong, is a common trait of successful people. Tức là sự đúng giờ hoặc là cái việc mà ở nơi mà bạn nên, hoặc là ở nơi bạn nên và khi mà bạn nên ở nơi đó thì là một cái đặc điểm chung của tất cả những người thành công. Thì đây chúng ta thấy sau từ punctuality chúng ta có hai từ dấu phẩy. Thì chính giữa hai dấu phẩy đó chính là nghĩa của từ punctuality này. Vậy thì đáp án chính xác sẽ là câu D các bạn ha. Và đồng thời thì mình nhắc luôn một chút xíu câu A. Ở đây mình có từ punctuation là phép chấm câu. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa từ punctuation với lại từ punctuality. Punctuation là chấm câu, sự chấm câu, kết thúc câu. Punctuation. Câu số 9. According to this article, what is true about successful people? Theo như bài báo này thì điều gì là đúng về những người thành công? Vậy thì thông thường đối với những câu hỏi mà hỏi cái gì là đúng hoặc là cái gì được không được đề cập đến trong câu thì chúng ta hay sẽ dùng từ khóa là những đáp án A, B, C, D. Chúng ta sẽ bắt đầu dò những đáp án này lên trên bài văn các bạn ha. Và đầu tiên chúng ta sẽ dò ngược từ câu D trở lên. Câu D, they aren't late, ask questions and try to learn new things. Họ không muộn, hay hỏi câu hỏi và cố gắng học hỏi những điều mới. Thì các bạn, chúng ta chú ý vào bài, chúng ta có step 1, step 2 và step 3. Ở ba dòng đầu tiên của ba step này, nó đều đề cập đến việc là don't be late và ask questions hoặc là try to learn new things. Đầu tiên, step 1, don't come to your work on time. Thì những cái step này, bài báo này đưa ra những cái điều mà chúng ta đã làm là chúng ta bị thất bại, cho nên dẫn đến không thành công. Cho nên chúng ta sẽ xem và đối chiếu lại đối với, nó sẽ bị ngược lại đối với là những người thành công, đúng không ha? Chúng ta suy luận một chút xíu. Bài báo này là đưa ra cho chúng ta hiểu biết được là những việc làm mà chúng ta hay làm dẫn đến thất bại trong công việc. Vậy thì nó sẽ ngược lại hoàn toàn với lại những người thành công. Thì step 1 là don't come to work on time. Vậy thì chúng ta hay thường không đi đến làm việc đúng giờ. Thì những người thành công ngược lại họ lại là rất là đúng giờ. Và step 2, don't ask questions. Chúng ta thông thường không hỏi hay hỏi câu hỏi, nhưng những người thành công thì sẽ hay hỏi câu hỏi. Và step 3, never learn new things. Chúng ta không bao giờ học hỏi những điều mới, nhưng những người thành công luôn luôn tìm tòi và học hỏi thêm những điều mới. Vậy thì đáp án D hoàn toàn chính xác các bạn ha. Đáp án D là hoàn toàn chính xác, rất là đúng về những người thành công. Những người thành công thì họ sẽ không bao giờ muộn và luôn hỏi câu hỏi và luôn luôn học hỏi những điều mới. Câu số 10, what does MYOP mean? MYOP có nghĩa là gì? Thì chúng ta sẽ lấy cụm từ khóa ở đây là từ MYOP. Chúng ta dò vô bài ngay dòng đầu tiên của step 4. Step 4, mind your own business. MYOP or mind your own business. Thì MYOP có nghĩa là, hoặc là cụm từ viết tắt của từ mind your own business. Phẩy một phát xong người ta nói sau đó là means, có nghĩa là not getting involved in office gossip. Có nghĩa là không tham gia vào những cái chuyện bàn tám bà tám ở công ty. Thì chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án ở đây là câu B, that you should not get involved in office gossip.
Câu số 11, what are the steps of failure? Những cái bước dẫn đến sự thất bại là những bước nào? Vậy thì ở đây trong bài người ta liệt kê ra có 4 bước đúng không các bạn ha? Step 1, 2, 3, 4. 4 bước dẫn đến thất bại. Đầu tiên đó là không đúng giờ. Bước thứ hai là không hỏi câu hỏi. Bước thứ ba là không bao giờ học hỏi thêm. Và bước thứ tư là hay tham gia vào những cái chuyện bàn đàm tiếu ở công ty. Vậy thì đáp án chính xác ở đây là câu A, being late, not asking anything, gossiping and not learning. Gossip là hay bàn tán, bà tán nhiều chuyện các bạn ha, gossiping. Và bây giờ chúng ta sang bài đọc cuối cùng của ngày hôm nay. Reading number 4, theft at work. Chúng ta có danh từ theft là sự trộm cắp hoặc là sự ăn trộm. Theft, sự ăn trộm. Và tên trộm là thief. Thief, tên trộm. Theft at work. Results of a survey. Chúng ta có danh từ survey là cuộc khảo sát hoặc là bài khảo sát. Survey, cuộc khảo sát. Và chúng ta có nguyên cụm từ là to conduct a survey, thực hiện một cuộc khảo sát. Chúng ta có động từ conduct là thực hiện, luôn luôn đi chung với lại danh từ a survey. To conduct a survey, thực hiện một cuộc khảo sát. Of a 100 office workers, worker age 25 to 35, sucks. Chúng ta có danh từ sucks là nguồn. Sucks, nguồn. Survey and Polling Institute. Institute là học viện. Institute, học viện. Theft at work. According to a recent survey, a majority of. Chúng ta có cụm từ majority of là phần lớn. Majority of, phần lớn. A majority of workers don't consider, động từ consider có nghĩa là xem xét và sau đó luôn luôn cộng với lại verb, verb in, consider cộng verb in, xem xét một việc gì đó. Don't consider taking paper and pens home from work to be stealing. The Surveys and Polling Institute of New York interviewed 100 office workers aged 25 to 35. All of the workers, chúng ta có cụm từ all of thì sau đó luôn luôn cộng với lại danh từ số nhiều, all of, cộng với lại danh từ số nhiều cho dù nó có mạo từ hay không các bạn ha. All of the workers, all of the workers has been at the current place of employment at for at least 2 years. All workers were working full time. I don't steal, I'm not a theft, says one woman who has been working for his company for 5 years. Sometimes I take office supplies. Chúng ta có cụm từ office supplies là vật dụng văn phòng. Office supplies, vật dụng văn phòng. Sometimes I take office supply home, but that is different from stealing. He said that he usually gave paper and pens to his children for school homework. I work hard for this company, and I think office supplies are a perk of the job. Chúng ta có danh từ perk là thù lao. Perk, thù lao. Are a perk of the job. Anyway, I often use pen to do extra work at home too. Và tính từ extra là thêm. Extra, thêm. Do I really need to buy pens just to do company work at home? I don't think so. According to the chart above, only 8% of people think that taking pens and pencil from work is stealing. This means that 92% don't think of it as theft. In the same group, only 20% said that taking desktop item like stapler, đã có danh từ stapler là kẹp giấy. Like stapler and memo holder. Memo holder là file đựng tài liệu. Memo holder, file đựng tài liệu hoặc là đựng những bản thông báo các bạn ha. Memo holder, file đựng tài liệu, tập đựng tài liệu. Were stealing. 80% did not consider it wrong. However, 90% said that taking computer accessory. Chúng ta có cụm từ accessory là phụ kiện và computer accessory là phụ kiện máy tính. Accessory, phụ kiện. Accessory like a mouse or a keyboard was wrong. They said that taking cheap items was okay. This 90% of workers said that they often took items that cost less than $5. But anything that cost more than $10 was too expensive.
10% this then see a problem with it. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 12. Which type of category is the theft related to? Cái thể loại trộm cắp nào mà vì trộm cắp này liên quan đến? Vậy thì từ the theft ở đây chính là từ khóa trong câu hỏi này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ngay dòng đầu tiên của đoạn văn luôn các bạn ha. Ngay dòng đầu tiên chúng ta đã thấy từ theft at work, tức là việc trộm cắp ở nơi làm việc. Đáp án chính xác ở đây sẽ là câu B, work. Vì trộm cắp này có liên quan đến công việc ha, the theft at work. Câu số 13. According to the information above, taking which item would most likely be considered theft? Theo như thông tin ở trên thì việc lấy cái món đồ nào có thể được xem là trộm cắp? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua bốn đáp án A, B, C, D. Thì câu A, pencil, câu B, an ashtray, câu C, an computer, monitor, và câu D là a ruler. Vậy thì chúng ta suy luận một chút xíu, trong bài mình chỉ đề cập đến việc là lấy giấy, tờ hoặc là bút, không thấy đề cập đến an ashtray hoặc là không đề cập đến là ruler. Vậy thì cái món đồ mà đắt tiền nhất ở đây là từ a computer monitor, thì nó nếu mà lấy món đồ đắt tiền như vậy thì sẽ được xem như là trộm cắp. A computer monitor là màn hình. Thì trước đây chúng ta học từ monitor là giám sát, hoặc là nó là lớp trưởng. Tuy nhiên nó còn có danh từ có nghĩa là màn hình. A computer monitor là một cái màn hình. Và câu B, an ashtray là gạt tàn thuốc. An ashtray, gạt tàn thuốc. Và đáp án chính xác của chúng ta đây là câu C. Câu hỏi số 14. According to the chart, which item are employees likely to take home from work most often? Theo như cái biểu đồ thì cái món đồ nào mà những người nhân viên thường hay lấy về nhà nhiều nhất? Vậy thì chúng ta thông qua đọc bài chúng ta cũng có thể dễ dàng suy luận ra ngay được liền các bạn hỏi. Những món đồ mà hay lấy về nhiều nhất là chỉ có thể là bút và bút chì thôi các bạn. Đáp án chính xác là câu A, pens and pencil. Nó vừa nhỏ gọn, dễ dàng bỏ vô cặp lấy về luôn, ok. Câu hỏi số 15. How many people took part in the survey? Chúng ta có cụm từ took part in là tham gia vào, và nó là quá khứ của cụm từ take part in. Vậy thì có bao nhiêu người đã tham gia vào bài khảo sát này? Chúng ta sẽ cùng nhau đọc dòng đầu tiên của bài báo này luôn các bạn ha. Dòng đầu tiên: Theft at work, results of a survey of 100 office workers. Vậy chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án ở đây là câu C, 100 người các bạn ha. Thì kết quả của một bài khảo sát được lấy từ 100 nhân viên văn phòng. Câu số 16. How expensive were the items most workers took home? Những cái món đồ mà thường những người công nhân này mang về nhà thì mắc khoảng bao nhiêu? How expensive, đắt đỏ cỡ nào các bạn ha. Vậy thì chúng ta sẽ xem hai dòng cuối cùng của bài báo. Hai dòng cuối cùng, dòng thứ ba luôn các bạn ha. Ngay giữa dòng thứ ba trở đi thì mình sẽ xem ha. Khoảng 90% những nhân viên này nói rằng họ chỉ thường đem về nhà những món đồ mà trị giá ít hơn $5. Vậy đáp án chính xác ở đây sẽ là câu B, less than $5.